Một tuần đã trôi qua kể từ khi phương Tây nhận được đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin và tình thế đã bắt đầu chuyển biến. Kế hoạch giải quyết xung đột quân sự ở Ukraine vốn bị phương Tây bác bỏ có thể sẽ trở thành bước khởi đầu của tiến trình hòa bình, và một số điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra sẽ là những nền tảng củng cố quyết định của phương Tây. Thậm chí, Nga đang được yêu cầu hoãn đưa ra kế hoạch B với những hậu quả thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Đó là những gì chúng ta sẽ cùng thảo luận trong bình luận quốc tế ngày hôm nay. Một trong những ấn phẩm nổi bật của Mỹ, The American Conservative, đại diện cho lợi ích của những người theo chủ nghĩa hiện thực và thực dụng ở phương Tây, ngày 20 tháng 6 đã xuất bản hai bài báo nhắm đến cả giới tinh hoa phương Tây và giới lãnh đạo Nga. Bài báo đầu tiên có tiêu đề đặc trưng "Chính quyền Biden không có tầm nhìn về chiến thắng ở Ukraine", và đây là một trong những lý do để bắt đầu đàm phán. Bài báo này thẳng thắn thừa nhận một cách đáng ngạc nhiên rằng một trong những lý do chính dẫn đến bùng nổ xung đột ở Ukraine là sự coi thường liên tục của phương Tây đối với lợi ích của Nga, đồng thời đưa ra nhiều cảnh báo rằng việc Ukraine gia nhập NATO là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga. Bài báo dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: "Vào mùa thu năm 2021, Tổng thống Putin đã gửi cho chúng tôi một dự thảo thỏa thuận về việc không mở rộng NATO. Tất nhiên, chúng tôi đã không ký nó và ông ấy đã phát động một cuộc chiến để ngăn chặn sự xuất hiện của một thành viên NATO mới nằm ở ngay biên giới của mình." Bài báo thứ hai có tựa đề "Đề nghị hòa bình của Putin chấp nhận hay không?" Nội dung bài báo này nhận định rằng việc Ukraine và các nhà lãnh đạo phương Tây từ chối thẳng thừng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Putin là một sai lầm tàn khốc cần phải khẩn trương sửa chữa trước khi quá muộn. Các lập luận về việc gấp rút đàm phán hòa bình trong cả hai bài viết gần như giống nhau. Cụ thể, các mục tiêu được Ukraine kiên trì theo đuổi như trả lại Crimea và Donbass, tước bỏ quyền lực của Tổng thống Putin và thay đổi chế độ ở Nga là những ảo tưởng đã bị bác bỏ từ lâu. Nga, dù chịu nhiều áp lực, vẫn sở hữu một nền kinh tế mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Ngoài ra, Nga có dân số và quân đội lớn cùng tổ hợp công nghiệp quân sự đang làm việc hết công suất. Cuộc tấn công mới như lời cam kết của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh khủng hoảng nhân lực là phi thực tế. Ukraine chưa bao giờ có tầm quan trọng đối với Mỹ và châu Âu, nhưng đồng thời, xung đột quân sự gây ra vấn đề nghiêm trọng cho phương Tây. Chẳng hạn, ai kiểm soát Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia hoàn toàn không phải việc của phương Tây. Thời gian đang chống lại Ukraine và phương Tây, vậy nên Kiev cần đạt được hòa bình vào lúc này, bởi khi càng kéo dài, điều kiện đàm phán sẽ trở nên càng bất lợi. Không chắc chắn năm tới, Kiev sẽ có thể đàm phán mạnh mẽ hơn ở hiện tại hay không. Những nỗ lực trong việc lôi kéo phương Tây và NATO tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột là con đường trực tiếp dẫn đến cuộc chiến hạt nhân, điều không ai mong đợi. Vì lợi ích của châu Âu và Mỹ, việc kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là các cuộc đàm phán với Nga là hoàn toàn cần thiết. Trên thực tế, Nga đang được yêu cầu hoãn đưa ra kế hoạch B với những hậu quả thậm chí còn khắc nghiệt hơn, và không để ý đến việc các nhà lãnh đạo phương Tây hiện đang dứt khoát từ chối và chưa có thiện chí đàm phán. Bởi vào tháng 11 năm 2024, một tổng thống mới có thể xuất hiện ở Nhà Trắng. Điểm tựa của Ukraine ở Bắc Mỹ dường như không còn chắc nữa. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Detroit, bang Michigan, ứng viên sáng giá cho vị trí ông chủ Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, Donald Trump đã phê phán Tổng thống Ukraine Zelensky, gọi ông Zelensky là người doanh nhân vĩ đại nhất mọi thời đại vì đã hối thúc Mỹ ủng hộ Ukraine không ngừng nghỉ trong cuộc xung đột với Nga suốt hơn 3 năm qua. Cụ thể, ông Donald Trump nói, mỗi lần ông Zelensky đến nước Mỹ, ông ấy sẽ mang đi 60 tỷ USD. Ông ấy mới rời khỏi đây mấy ngày trước, mang thêm 60 tỷ USD. Và giờ khi về tới nhà, ông ấy lại thông báo rằng ông ấy cần thêm 60 tỷ USD nữa. Chẳng bao giờ có điểm kết thúc. Và ở châu Âu, những cơn gió cũng đang đảo chiều. Kết quả từ các cuộc bầu cử, xuất hiện những nguyên thủ quốc gia mới với quan điểm thực tế hơn, có xu hướng diễn biến có lợi cho chính quyền Tổng thống Nga Putin.
Thủ tướng đương nhiệm của Pháp Gabriel Attal cũng đã bày tỏ ý tưởng tương tự như ông Donald Trump. Ông Attal cho rằng nếu đảng cực hữu Tập hợp dân tộc lên nắm quyền sau cuộc bầu cử quốc hội Pháp, điều này sẽ dẫn đến những thay đổi lớn cả trong nước và đấu trường quốc tế, bao gồm cả việc ngừng một phần đáng kể viện trợ cho Ukraine. Ý kiến của Thủ tướng Pháp một lần nữa được lặp lại bởi chính trị gia người Pháp và kiến trúc sư tạo nên thành công của chính trị gia đối lập Marine Le Pen, Florian Philippot, người đã viết rằng các nước phương Tây cần ngừng hỗ trợ tài chính cho Kiev và bản thân Ukraine nên quay lại bàn đàm phán với Nga càng nhanh càng tốt, nhất là về cơ sở của các thỏa thuận đạt được 2 năm trước ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Putin được cho là đã gây được ảnh hưởng đáng kể với nhiều nhóm chính trị ở châu Âu thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Hiện nay, không chỉ phái hữu ở Đức có cảm tình với Nga, mà các chính đảng khác ở nhiều nước châu Âu, bao gồm Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria và Pháp, cũng bày tỏ thiện cảm với chính sách của Nga hiện nay. Tất cả những đảng này đều có kết quả tốt trong các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu gần đây. Nhiều thủ lĩnh của các đảng đó như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán công khai phản đối các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga. Có vẻ như châu Âu đang muốn tránh đổ thêm dầu vào lửa. Nỗi lo sợ của các cử tri châu Âu về chiến tranh khu vực hoặc chiến tranh toàn cầu là hoàn toàn có cơ sở khi xung đột Ukraine có nguy cơ lan ra toàn châu Âu và nguy cơ ấy chưa bao giờ lớn đến như vậy. Phương Tây có cung cấp cho Ukraine một số tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa, nhưng Nga có nhiều tên lửa tầm xa hơn những gì NATO có thể cung cấp cho Kiev. Đã vậy, Ukraine lại không có đủ lá chắn phòng không. Do vậy, giới chuyên gia dự đoán chiến lược của NATO hiện nay chỉ cốt nhằm gây tổn thất cho Nga, chứ không thể giúp Ukraine lật ngược thế cờ. Cử tri châu Âu không muốn tiếp tục chịu đựng khủng hoảng kinh tế do xung đột Ukraine, cũng như nguy cơ phải bước vào một thế chiến ba mang tính hủy diệt. Phong trào phản chiến có thể bùng nổ ở châu Âu bất cứ lúc nào, từ cả cánh tả, cánh hữu, lẫn phái trung dung. Tất nhiên, Nga có chú ý đến một số lời kêu gọi có phần rụt rè của phương Tây về đàm phán. Có thể phương Tây đang dần nhượng bộ và vẫn có ý kiến đánh giá kế hoạch hòa bình của Tổng thống Putin là phương án tốt. Một số ý kiến chuyên gia phương Tây cho rằng đề xuất hòa bình của Moscow ẩn chứa những tiềm năng, ngay cả một Ukraine thu hẹp với sự giúp đỡ của phương Tây cũng có thể trở thành một quốc gia thịnh vượng như Hàn Quốc sau năm 1953 hay Tây Đức sau năm 1945. Tuy nhiên, có thể những đề xuất hợp lý và thực tế của Tổng thống Putin sẽ chỉ có thời hạn sử dụng hạn chế và sẽ không thể quay trở lại kế hoạch hòa bình từng bị vứt bỏ một cách ngạo mạn, mà theo Moscow, mọi điều kiện đều phải được ấn định dựa trên thực tế mới. Nga không thể và sẽ không ngồi yên chờ đợi cho đến khi thế hệ diều hâu ở phương Tây được thay thế bằng thế hệ bồ câu, chim hoàng yến hay vẹt. Như Tổng thống Nga Putin trao đổi với giới báo chí hôm 20 tháng 6 năm 2024 rằng phản ứng của phương Tây trước kế hoạch hòa bình của ông là điều nằm trong dự đoán. Tổng thống Putin nhấn mạnh cuộc đàm phán về Ukraine có thể diễn ra thậm chí vào ngày mai, nhưng Nga sẽ tiến hành dựa trên tình hình thực địa hiện tại. Tổng thống Putin cho biết phương Tây sẽ không từ bỏ kế hoạch gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Tuy nhiên, với Moscow, sự thất bại đó đồng nghĩa với sự kết thúc của một chế độ nhà nước, cũng như đó là sự kết thúc của lịch sử hàng ngàn năm của nhà nước Nga. Và lẽ dĩ nhiên, Tổng thống Putin khẳng định điều đó không bao giờ xảy ra và đặt ra câu hỏi tại sao chúng tôi phải sợ hãi phương Tây, chẳng phải tốt hơn hết là đi đến cuối con đường hay sao? Nga đã tỏ rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng. Crimea là chủ đề cực kỳ nhạy cảm và Nga sẽ không nhượng bộ trong vấn đề này. Nga cũng đã điều cụm tàu chiến bao gồm tàu ngầm hạt nhân và tàu hộ vệ mang được tên lửa hạt nhân tới cảng Hanava, Cuba, sát ngay nước Mỹ. Một động thái được ngầm hiểu là tín hiệu về sự cương quyết của Nga trước thái độ ủng hộ của chính quyền Tổng thống Biden dành cho Ukraine. Giới lãnh đạo Nga đang thành công và nhất quán trong việc tạo ra một trật tự thế giới mới, cũng như một thực thể kinh tế và chính trị mới. Mà mới đây nhất, điều này được thể hiện qua chuyến công du Đông Á đến Triều Tiên và Việt Nam của Tổng thống Putin. Đồng thời, Nga luôn củng cố đất nước, quân đội và nền kinh tế. Như nghị sĩ Mỹ Michael Ward đã thừa nhận, Nga đang bán nhiều dầu và khí đốt ở châu Á và châu Âu, trên khắp thế giới,
hơn bao giờ hết. Thế giới đang thay đổi ngay trước mắt chúng ta và dường như phương Tây không có nhiều lợi thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.